Dạ vâng, em xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì nhà em lên cho các một bộ dàn mini để kê ở phòng ngủ với cái diện tích khoảng 15m2 đến khoảng 20m2. Đấy, phòng ngủ hoặc phòng khách hoặc bàn làm việc. Đấy. Với những cái bộ như thế này thì các bác có thể là rất là cơ động và rất là linh hoạt. Đấy, khi mình có thể di chuyển công ty hoặc là di chuyển các cái địa điểm, ví dụ là các bác có thể là mang đi các cái phòng, ví dụ các bác có thể đi đâu công tác đâu đúng không ạ? Ví dụ công tác một tuần, một tháng. Ví dụ các bác thuê một cái khách sạn nào đấy, ví dụ các bác có thể là dùng những cái bộ này mình có thể nghe nhạc thư giãn sau những cái ngày mà đi làm việc mệt. Đấy, mình về mình nghỉ ngơi thì mình có thể mở những bộ này. Rất là tiện các bác nhá. Đấy. Nó cũng rất là gọn nhẹ này. Đây, đấy. Gồm có hai loa hai bên và một công suất ở giữa. Đấy, kết hợp với đó là một con đổi nguồn mini nữa, vừa tầm thôi là các bác có thể là cho vào ô tô. Đấy, mang đi rất là gọn gàng. Đấy. Nhà em thì cũng rất là nhiều các khách nhá, sử dụng những cái bộ dàn như này để mang đi gọi là công tác nghe nhạc chơi cho nó vui. Đấy, hay là đi thư giãn đâu đấy. Đấy. Thì cái bộ này thì về chức năng thì nó có những chức năng như sau. Thứ nhất là các bác có thể là nghe CD. Đấy, có thể là kết nối với cả smartphone hay là máy tính. Đấy, để bàn làm việc thì các bác kết nối máy tính luôn. Đấy, thông qua cái jack 3.5 này. Hay là có thể nghe qua iPhone hoặc iPod. Đấy, đây qua cổng này đây. Đấy. Đấy là về phần chức năng. Đấy, còn về phần loa thì cái căng của con loa này thì nó là căng liền loa, thế nên là nhiều khi mà muốn bỏ đây này. Em muốn mở các bác cũng xem muốn ở bên trong ạ, nhưng mà nó là căng liền nên là em không dám cậy. Đấy, thì về ví dụ các bác là biết mẹo mà mở được cái ra xem loa từ bên trong thì mở nhá. Đấy, còn đây thì em không có mẹo mở được cái này. Đấy, còn đây nó có sờ thì cảm nhận được ở đây là con tép này, còn đây là con bát này. Này. Công suất của loa là 30W một loa, trở kháng từ trước là 6 ohm. Đấy. AV đây, FM đây. Còn đây là đường sụp pháo để các bác có thể kết nối thêm sụp. Đấy, còn đây là cầu loa này. Đấy. CLU1. À, các bác nhớ cho em là điện 100V nhá. Nhớ là một điện 100V cho em, điện 100V. Đấy. Đấy. Dàn mini nghe rất là tuyệt vời. Em sẽ đo kích thước luôn nhá. Kích thước này. Đấy, kích thước của loa này. Đấy, nó là 13, rộng là 13. À, sâu là 17. Đấy. Cao của nó là 20. Cao là 20.5. Đấy. Còn máy thì nó rộng khoảng 21. Đấy. Sâu này là 26. Đấy. Rộng của nó là 10. Đấy. Một bộ dàn mini rất là tuyệt vời nhá. Đấy, giá bộ này là 2.1 triệu các bác nhá. Giá là 2.1 triệu. Đấy. Đấy. Thì đấy, thì mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ cho em qua cái số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Hoặc qua số điện thoại là 0979 891 682 nhé. Đấy, một trong hai số thì các bác có thể là liên hệ số nào cũng được nhé. Đấy. Hoặc là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ là số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Sau đây xin mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm này. À đây, chuyển điện thoại này. Đấy, chuyển sang điện thoại này. Đây, đây là có rút input này. Đấy, cắm cổng nào chuyển cổng đấy nhá. Đây. Đấy. Đây là điện thoại các bác nhá.
Đấy, còn nghe lại CD thì đây, các bác nhấn play cho em. À đây, chuyển này, chuyển về CD này, còn nhấn play này. Đấy, thì nó đây này, nó có cái input này, chuyển này, input này, chuyển này. Còn đây là các cái lách này, lách bài này. Đấy, quay ngược lại bài này, rồi chuyển tiếp bài này, rồi stop này, dừng này. Đấy. Đấy, play thì phát này. Đây là volume này, volume thì có to nhỏ. Đấy, nói chung thì cái này thì cái dạng cái con máy này thì là các phím chức năng nó sẽ đặt trên máy, nó cũng rất là tiện. Đấy, và nó đặt theo kiểu là dạng dẹt, nó không bị lộ và nó cảm giác cái nhìn cái máy nó rất là tinh gọn, nhưng mà nó không bị, tức là mất đi cái chất hay của nó. Đấy. Rồi, sau đây xin mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm để nghe thử cái bài này nhá, nghe thử cái bộ dàn này. Đây, lách bài thì nhấn vào đây cho em. Đấy. Các bác lưu ý cho em là CD này thì về dùng phải dùng đĩa xịn nhá, dùng đĩa F1, F2, đừng dùng ba cái đĩa mốc, đĩa cũ nhá. Đấy, không dùng thôi, dùng phải dùng đĩa xịn một tí. Đấy, còn bộ dàn này thì chủ yếu bán để các bác về nghe điện thoại thôi nhá. Đấy, cho CD thì em test thêm cho nó vui thôi. Đấy, cái đĩa này của em có vẻ là nó cũng hơi bị xước xước rồi đấy. Dạ vâng, đấy thì cái con này thì em nói rõ rồi. Đấy, cái CD thì nó test kiểu nó nút được nó không. Nói chung thì về bác là cần phải tự thay cái mắt khác nhá. Đấy, còn em bán chủ yếu là về các bác nghe điện thoại máy tính nhá. Đấy, qua jack 3.5 này. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết liên hệ đặt hàng thì liên hệ trong qua số điện thoại là 0966 594881 hoặc số điện thoại 0979 891682 nhá. Dạ vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio nhá.